Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 7, câu 1 tới câu 10. Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-xu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-xu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-xu và khẩn nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giê-xu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giê-xu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói thật cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến gặp Chúa Giê-xu, viên sĩ quan Roma đã là một người tốt. Ông có lòng thương người. Vì thế, ông đã đến xin Chúa Giê-xu ban ơn không phải cho ông, nhưng là cho người đầy tớ của ông. Ông sĩ quan này lại là người có tấm lòng khiêm tốn. Ông thưa với Chúa Giê-xu: "Thưa Ngài, tôi không xứng đáng được Ngài vào nhà tôi. Nhưng xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ của tôi được lành mạnh." Ngay cả những người Do Thái vốn kỳ thị với người Roma cũng phải công nhận ông ấy đáng được Chúa Giê-xu ban cho ơn đó. Thế nhưng điều quan trọng nhất đó là vị sĩ quan này đã tin vào lời Chúa. Ông tin đến nỗi Chúa Giê-xu đã nói về ông thế này: "Cả trong dân Israel, ta cũng không thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy." Viên sĩ quan này xứng đáng là gương mẫu cho tất cả những người công giáo chúng ta. Lạy Chúa, trước lòng tin của viên sĩ quan Roma, chúng con cảm thấy hổ thẹn. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của gia đình chúng con và ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con kiên vững niềm tin vào Chúa giữa thế sự thăng trầm ở đời này. Amen.